vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, theo kết quả nghiên cứu vào năm 2013, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,1 tuổi, trong đó tỷ lệ tử vong do bệnh tật chiếm đến 85% và chưa tới 15% người cao tuổi mất vì già, vì lão hóa cơ thể. Theo quy luật tự nhiên, đa số khi qua tuổi 40, cơ thể đã có dấu hiệu suy giảm sức khỏe và bước sang tuổi 30, các bệnh về xương khớp, huyết áp, tim mạch, gan thận có chiều hướng tăng lên do chức năng của các cơ quan quan trọng trong cơ thể bắt đầu suy giảm nhanh, gây khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ. Để có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, ít ốm đau và bệnh tật, có thể sống khỏe mạnh, sống thọ, bạn cần điều chỉnh cách sống ngay từ bây giờ. Vậy bí quyết sống thọ lâu nay nằm ở ngay những thói quen cực kỳ dễ thực hiện. Có những công việc làm đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, nếu được duy trì đều đặn thì có thể giúp ta sống trường thọ tốt hơn cả thuốc bổ. Trong video ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ chỉ ra những thói quen tốt giúp bạn sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dẻo dai. Và đừng quên, An Tâm Sống Khỏe sẽ lên sóng video vào mỗi 11 giờ và 19 giờ ở tất cả các ngày trong tuần. Đừng quên ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào quý vị nhé. Thói quen thứ nhất, vệ sinh sau khi ngủ dậy. Đông y cho rằng trời đất và con người là một chỉnh thể hợp nhất. Các thói quen trong cuộc sống cũng cần phải phù hợp với các quy luật tự nhiên. Sáng sớm từ 5 đến 7 giờ là thời gian ruột già bài tiết hiệu quả nhất. Vậy nên, cần hình thành thói quen dậy sớm và đi vệ sinh ngay sau khi rời khỏi giường. Nếu không đi vệ sinh sau khi ngủ dậy thì ruột già không thể thực hiện bài tiết và các chất độc tố vẫn được lưu lại trong cơ thể, từ đó gây ra một số bệnh như mọc mụn trứng cá hay táo bón, v.v. Thứ hai, ăn nhiều ngũ cốc. Trong sách Nội Kinh, cuốn sách Đông y kinh điển có chỉ ra rằng ngũ cốc là thực phẩm chính nuôi dưỡng cơ thể. Do vậy, nên chú ý phối kết hợp một cách hợp lý các loại ngũ cốc để giúp đảm bảo luôn đủ hàm lượng tinh bột trong mỗi bữa ăn của bạn. Rất nhiều người vì giảm béo, ăn kiêng đã không ăn ngũ cốc và các loại thịt mà lại ăn nhiều rau để thay thế. Xong, như vậy chỉ khiến cho hàm lượng dinh dưỡng trong bữa ăn của bạn bị mất cân bằng, từ đó gây ra tổn thương cho chức năng của dạ dày và thận. Thứ ba, ăn theo các chế độ ăn uống khác nhau. Thể trạng khác nhau thì cần có các chế độ ăn uống khác nhau, không được lạm dụng quá mức bất kỳ chế độ ăn uống nào. Ví dụ, đối với những người có thể trạng âm suy thì nên ăn những thực phẩm bổ âm như hải sản, thịt vịt, bào ngư, cần tây, cà chua, mía, v.v. kết hợp với uống thuốc đông y như bách hợp, trúc ngọc, bắc sa sâm, bạch hộc, v.v. Nếu chỉ dùng hoàn toàn các thực phẩm bổ dưỡng như canh gà thì cơ thể sẽ càng suy nhược thêm, thậm chí có thể làm giảm chức năng của hệ miễn dịch, từ đó gây ra các bệnh liên quan tới đường hô hấp như đau họng, viêm phổi, v.v. Thói quen thứ tư, tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Thời gian tập thể dục tốt nhất là vào sáng sớm, có thể tăng cường chức năng miễn dịch cho cơ thể bạn, giúp kích thích quá trình trao đổi chất trong ngày diễn ra nhanh chóng hơn. Nhưng thời lượng do công việc này cũng cần phải dựa vào thể trạng và độ tuổi của từng người mà quyết định, không nên tập quá ít hoặc quá nhiều, các động tác chỉ cần đơn giản, không nên quá phức tạp. Có thể thực hiện các bài tập như đi bộ, chạy chậm, tập thái cực quyền hoặc luyện khí công. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày giúp bạn tránh được các bệnh như béo phì, đái tháo đường hay các bệnh liên quan đến tim mạch. Thứ năm, không hút thuốc, uống rượu. Hút một điếu thuốc là bạn đang hấp thụ hơn 4.000 chất độc hóa học vào cơ thể, trong đó có khoảng 40 loại gây nên các bệnh ung thư. Không hút thuốc không chỉ có lợi cho sức khỏe của bạn mà cũng là một ưu điểm của bạn trước mặt người yêu. Ngoài ra, uống quá nhiều rượu cũng dễ gây ra các bệnh nguy hiểm liên quan tới gan, nhưng nếu chỉ uống một chén nhỏ trong mỗi bữa ăn lại giúp cho bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Thói quen thứ sáu, điều trì nhiệt độ phòng hợp lý. Sinh hoạt trong môi trường có không khí mát mẻ cũng tốt cho các chức năng của cơ thể. Nếu ở trong phòng sử dụng điều hòa thì chỉ nên điều chỉnh ở mức nhiệt độ phòng khoảng 26 độ C. Đồng thời, không nên để quạt điều hòa phả thẳng trực tiếp vào người, đặc biệt là người già và những người đang mang bệnh. Thói quen thứ bảy, ngồi thiền. Hàng ngày mọi người chúng ta đều phải gánh chịu những áp lực nặng nề của công việc, của cuộc sống. Về lâu dài, sẽ rất dễ gây ra trạng thái phiền muộn, lo lắng, ảnh hưởng xấu tới yếu tố tâm lý. Do vậy, cần phải luôn lạc quan, làm cho mình có một tâm lý thoải mái. Mỗi ngày, bạn nên dành ra khoảng một thời gian nhất định, từ 20 đến 30 phút để ngồi thiền, giúp cho bộ não của bạn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và sau đó có thể hoạt động hiệu quả nhất. Nếu vào những thời điểm mà tinh thần không tốt, có thể giải bày tâm sự cùng bạn bè hoặc tham gia các hoạt động thể thao, các hoạt động xã hội, giúp giải tỏa những áp lực tâm lý đang đè nặng. Thói quen thứ 8, dành thời gian cho các sở thích cá nhân. Dù bạn đang học tập hay đã đi làm thì cũng nên dành chút thời gian cho những sở thích cá nhân của mình như nghe nhạc, trồng hoa hay nuôi thú cưng, v.v. Điều này sẽ tạo cho bạn phấn chấn tinh thần hơn, tìm được niềm vui trong cuộc sống. Hơn nữa là được gần gũi với thiên nhiên sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực trong học tập và công việc. Thứ 9. Chải tóc.
Tưởng chừng như chải tóc chỉ giúp bạn trở nên gọn gàng hơn hoặc tạo ấn tượng khi bạn đi ra ngoài, nhưng theo đông y, chải tóc còn là một thói quen tốt giúp bạn sống thọ hơn. Chải tóc có thể giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, có lợi cho tuần hoàn máu trong não, tăng cường trí nhớ và các chức năng điều hòa của hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, thói quen này cũng giúp bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh như mất trí nhớ, bệnh Parkinson, vân vân. Thứ 10, ngâm chân và xoa bóp cơ thể trước khi đi ngủ. Ngâm chân là một trong những phương thức trị liệu của đông y, có những tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu cực kỳ tốt với một số bệnh nhân như bệnh phù chân, viêm tắc tĩnh mạch hoặc mất ngủ, vân vân. Nước ngâm chân có thể thêm một số vị dược liệu như nước gừng giã, giấm và vài lá ngải cứu, vân vân. Thời gian ngâm từ 10 đến 30 phút và thực hiện trước khi đi ngủ. Trong thời gian ngâm chân thì có thể kết hợp với xoa bóp cơ thể, khuôn mặt, hai cánh tay và bàn chân. Như vậy sẽ giúp bạn dễ dàng có được giấc ngủ sâu hơn. Quý vị thân mến, khi đời sống phát triển, nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc ăn uống sao cho lành mạnh, hỗ trợ được cơ thể chữa bệnh. Từ đó, các chuyên gia cũng nghiên cứu ra rằng có hai loại thực phẩm đóng vai trò rất tốt trong việc này. Trong khi thế giới rất chuộng những loại rau này và coi chúng là rau trường thọ, thì ở Việt Nam, vài loại trong số đó còn thậm chí mọc hoang và không hề có giá trị sử dụng. Mời các bạn cùng An Tâm Sống Khỏe tìm hiểu xem đó là những loại rau gì trong phần tiếp theo của video. Đứng thứ nhất là rau sam, món kháng sinh tự nhiên lợi hại. Rau sam là một loại rau rất nông dân của mùa hè. Chúng tôi gọi nó là rau nông dân vì đó là loại rau rất phổ thông, dễ trồng, dễ sống, có sức sống mãnh liệt, ngay cả những vùng đất tưởng chừng như chẳng có loại rau nào sống nổi. Chắc chiêu từng tinh túy của đất, rau sam có thể phát triển trên cả những vùng đất khô cằn nhất. Không cần chăm sóc quá đặc biệt, không cần phun trồng quá kỹ, rau sam có thể mọc tự nhiên, tựa như sức sống và sức chịu vươn lên của những người nông dân. Ở loại rau đặc biệt này, người ta tìm thấy vị thanh dịu, chua nhẹ, một màu đỏ tía đặc trưng của thân khiến cho rau sam không lẫn vào đâu được. Nếu bạn có dịp về những làng quê, bạn có thể dễ dàng tìm thấy rau sam ở các bãi đất, bờ ruộng, những gò đống tự nhiên. Loại rau này có đặc điểm bò mọc sát đất, thân rất mẫm màu tím đỏ, lá xanh mướt, hoa vàng hoặc đỏ rất đẹp, lá hình tròn nhỏ hoặc hơi vuông. Nhìn lâu, cây rau sam về mùa hè rất thích vì nó cho ta cảm giác mọng nước và dịu mát mùa nắng gắt. Rau sam dễ ăn, dễ dùng, giản dị từ chính những loại rau này vậy. Nếu mùa hè này bạn chưa ăn rau sam thì hãy thử dùng ngay nhé. Bạn sẽ không thể quên được nó, ngoài bởi hương vị đặc trưng mà còn vô vàn những công dụng diệu kỳ như dưới đây. Công dụng của rau sam. Dù được gọi là rau nhưng ở Việt Nam người ta thường chỉ coi cây sam như là cây dại và chỉ dùng như một loại rau ăn rất hạn chế, thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò. Có lẽ rất ít ai biết rằng ở nhiều nước trên thế giới người ta đang săn lùng loại rau nhỏ bé này bởi những công dụng kỳ diệu đến không ngờ. Rau sam được xem là vị thuốc giải độc, ngăn ngừa chảy máu, giúp cầm máu nhanh, có thể làm giảm lượng đường trong máu, duy trì lượng đường trong máu liên tục. Rau sam có vai trò rất lớn trong việc giải nhiệt, làm mát cơ thể, đường ruột, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Ở nhiều nước châu Âu, rau sam được dùng cho các món ăn khá phổ biến. Người Hà Lan dùng rau sam để làm dưa chua, người Pháp cũng rất thích rau sam và chế biến thành nhiều món ăn đặc biệt, hoặc ở Mỹ có món rau sam trộn dầu giấm. Trong thân cây bé xíu này, người ta tìm thấy những chất dinh dưỡng khá tốt. Người ta tìm thấy trong rau sam có nhiều vitamin A, vitamin C, canxi, sắt, axit folic và choline. Trong y học cổ truyền, rau sam có vị chua, tính hàn, không có độc, có kháng sinh tự nhiên, có khả năng giải độc, tiêu thũng. Vì rau sam có vị chua nên rất tốt cho kích thích tiêu hóa. Rau sam có tính hàn nên có khả năng thanh nhiệt và trị chứng nóng trong, nóng ngoài của mùa hè. Vì có kháng sinh tự nhiên nên có khả năng sát trùng, chữa trị mẩn ngứa ngoài da, viêm nhiễm đường tiết niệu, các chứng lị, run sán đường ruột. Vì vậy, rau sam có khả năng tiêu thũng nên có tác dụng điều trị các chứng mụn nhọt, mẩn ngứa, sưng đau ngoài da, các chứng đầy bụng, chướng bụng. Ngoài ra, với những bệnh nhân như ung thư, đái tháo đường, viêm gan, viêm túi mật, viêm thận, cao huyết áp, vân vân, tác dụng của rau sam khi uống nước rau sam sẽ có hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, đối với những người bị tỳ vị, hư hàn, tiêu chảy và phụ nữ có thai không nên dùng rau sam. Như bệnh nhân có thể tạng hư hàn hay đi tiêu lỏng, khi sử dụng rau sam cần phối hợp những vị thuốc cay ấm để không làm trệ trì. Thứ hai, rau tầm bóp vốn là một loại cây dại mọc lan ở khắp các ruộng lúa ở nông thôn Việt Nam, nhưng rau tầm bóp đang đứng đầu trong danh sách các loại rau nhà giàu được các bà nội trợ săn lùng. Và đây cũng là một trong những lý do mà người Nhật chịu chơi khi bỏ ra tới 700.000 đồng để mua 1kg rau tầm bóp. Điều đặc biệt ở đây là loại cây được bán với giá trên trời này lại mọc dại ở khắp nơi, rất dễ dàng tìm được và gắn liền với tuổi thơ của không ít người Việt.
Trong dân gian, lá tẩm bóp có thể dùng để nấu canh ăn, trị mất ngủ, trong khi quả của cây tẩm bóp lại chỉ là một loại quả dại không được chú ý nhiều. Nhưng tại Nhật Bản, quả tẩm bóp được đóng khay bán trong các siêu thị, cửa hàng với giá 338 yên Nhật, tương đương với khoảng 70.000 một lạng. Tẩm bóp được người Nhật mua về làm thuốc hoặc dành cho những người ăn kiêng. Theo đó, quả tẩm bóp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, vì thế đây còn được dùng như một vị thuốc nam. Ngày càng nhiều người biết đến các loại rau dại nhưng sạch, ngon và tốt cho sức khỏe như rau tầm bóp, xiên cơm, vân vân. Vì vậy, rau tầm bóp thường có giá trị cao hơn các loại rau khác nhưng luôn luôn đắt khách và phải đi chợ từ sớm hoặc hẹn trước thì mới có thể mua. Đó là lý do vì sao người tiêu dùng còn gọi những loại rau dại này là rau nhà giàu. Công dụng của rau tầm bóp. Nhờ các thành phần trong cây, do các chất dinh dưỡng nên hiện nay, nhiều người sử dụng dược liệu này để dùng làm thuốc điều trị mụn nhọt, hỗ trợ dạ dày, tiêu hóa rất tốt, vân vân. Không những sử dụng dược liệu này để chữa bệnh mà nó còn có thể sử dụng để nấu canh giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc và làm mát gan rất tốt cho sức khỏe. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho thấy được trong cây có một số chất còn có thể giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống lại virus gây bệnh, giúp hạ huyết áp, ổn định lượng đường trong máu. Công dụng của quả tầm bóp. Giá trị nhất của cây tầm bóp là quả tầm bóp. Quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài được bao bọc một lớp vỏ bọc mỏng giống hình lồng đèn, nên ở một vài nơi tầm bóp còn được gọi là cây đèn lồng hay thù lù cạnh. Kho quả tầm bóp, vỏ bọc của quả sẽ bị thủng, phát ra tiếng bóp nghe rất vui tai. Khi chín, quả sẽ có màu đỏ rất đẹp, vị hơi chua, có thể chế biến làm mứt, thậm chí là làm thuốc chữa bệnh. Những quả tầm bóp này có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt, chữa các bệnh về thận, bài tiết, chữa ho, tiêu đờm, vân vân. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể đem quả tầm bóp phơi khô, sắc lấy nước. Nước sắc của cây và quả tầm bóp có thể dùng để rửa vết thương, sát trùng, rôm sầy hoặc các vết bỏng. Các bệnh về gan hoặc vẩy nến cũng có thể điều trị được bằng nước ép của cây. Trong truyền thống sử dụng thảo dược miền Bắc Ấn Độ, ghi nhận nước luộc cây rau tầm bóp và quả chín của loại cây thuốc này có tác dụng chữa một số bệnh về gan như bệnh vàng da. Với những giá trị dinh dưỡng như trên, tầm bóp ngày càng đang được ưa chuộng và là một gợi ý đầu tư cho các nhà kinh doanh rau sạch trong tương lai. Quý vị thân mến, để chữa bệnh chúng ta phải mất rất nhiều chi phí, nhưng để chăm sóc và bảo vệ cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể tự làm được. Bằng cách thêm những món ăn thanh đạm cũng như những thói quen tốt mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp các bạn có một sức khỏe dẻo dai, tuổi thọ được kéo dài. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.